Sáng 14 tháng 2 năm 2020, theo nguồn tin của báo Thanh Niên, thi thể Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ 33 tuổi, đã được đưa về Trung tâm Pháp y thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục khám nghiệm. Trước đó vào đêm 13 tháng 2, sau khi Tuấn Khỉ bị tiêu diệt, lực lượng phân viện khoa học hình sự và lực lượng chức năng đã lấy mẫu máu của Tuấn Khỉ để giám định. Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường từ khuya 13 đến sáng 14 tháng 2. Nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết, trong sáng 14 tháng 2, thi thể Tuấn Khỉ đã được đưa về Trung tâm Pháp y thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục khám nghiệm phục vụ công tác điều tra vụ án. Theo thông tin ban đầu, khi bỏ trốn, Tuấn Khỉ luôn mang theo khẩu súng AK, nạp đầy đạn để chống trả bất cứ lúc nào. Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng xác định Tuấn Khỉ trốn trong một căn nhà thuộc khu vực giáp danh xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tối 13 tháng 2 năm 2020, hàng trăm chiến sĩ công an thành phố Hồ Chí Minh đã bao vây khu vực cầu Sáng, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi để vây bắt Tuấn Khỉ. Để vây bắt Tuấn Khỉ, công an đã thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, bí mật tiến sát vào căn nhà nơi Tuấn Khỉ ẩn nấp, không để Tuấn Khỉ phát hiện mình đang bị bao vây. Xung quanh căn nhà Tuấn Khỉ lẩn trốn có nhiều người dân sinh sống nên cảnh sát đã di rời người dân nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sống quanh đó. Khi lực lượng chức năng tiến sát căn nhà, phát hiện mình đã bị lộ, Tuấn Khỉ không chịu đầu hàng mà chống trả lực lượng công an. Do đó, lực lượng công an đã nổ súng tiêu diệt Tuấn Khỉ. Cũng theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, ngoài Tuấn Khỉ còn có đối tượng che giấu Tuấn Khỉ cũng bị bắt giữ. Đây là người cung cấp thức ăn cho Tuấn Khỉ trong thời gian bỏ trốn. Đến khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 2, người dân nghe nhiều tiếng nổ phát ra tại khu vực này. Đây cũng là thời điểm Tuấn Khỉ bị lực lượng công an tiêu diệt. Đến sáng 14 tháng 2, đoạn đường qua tỉnh lộ 15, qua khu vực cầu Sáng, giáp danh giữa huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi đã bị công an phong tỏa. Trước đó, Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, được xác định là nghi can dùng súng AK bắn chết 4 người, một người bị thương tại Sòng Bạc, thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi vào chiều 29 tháng 1 năm 2020. Sau khi Tuấn Khỉ bỏ trốn, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức truy bắt trong suốt nhiều ngày liền và được dư luận đặc biệt quan tâm.